Đây, cây đu đủ. Khi mà nấu canh chua xong nó như vậy nè. Quả Trứng, đây gọi trứng, hạt trứng. này Quá ngon. trứng đây trứng Cá nó trứng nè, quá đã. đây ngon heo đây rồi heo rồi heo ngớt quá người thì chán nghĩa đi dưới biển ngại rồi sao vâng quá ngon thôi giờ dùng thôi chứ sao giờ được rồi